Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có thời gian để tiếp tục làm một video giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm kích rễ của thằng Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc nó cũng có rất nhiều sản phẩm kích rễ hay ấy. Nhưng mà hiện nay mình cũng có dùng những cái này rồi. Mình trải nghiệm ở đây, các bạn có thể nhìn đây. Những cái hom cành này, hom này hom hải đường trắng. Đợt vừa rồi hải đường trắng nó sốt một cách bất thường ấy. Đắt lên thì cái này thì nó do con người tạo lên hết. Nhưng mà tuy nhiên thì cái giá trị của nó không đến mức nó phải cao như thế. Tuy nhiên thì nó vẫn là một trong những loại cây nó hiếm. Ví dụ như một cái cây giống thì khoảng độ vài trăm nghìn, một hai triệu thôi, chỉ khoảng thế chứ không thể nào lên được vài chục triệu, cả trăm triệu được. Đấy, cho nên là bà con chúng ta cũng phải hiểu vấn đề như thế. Như thế. Ở đây thì tôi nhân giống ít hải đường trắng, mấy ít trà. Ở đây cho các bạn để test cho các bạn biết là đây cái hom này thì chúng tôi cắm hom được gần một tháng, được 24-25 ngày rồi. Mầm lên như này, nhanh không? Kích này. Dùng cái kích của thằng Trung Quốc đây là thằng này rất là tốt. Đấy, nhà vườn thì các nhà vườn thì thường họ không chia sẻ những cái này, những vấn đề này thì các bác trồng số lượng ít mà kiểu là muốn thử nghiệm ở nhà thì đây cứ thử dùng loại này cũng được. Vẫn cái hãng Cro của Trung Quốc. Đây, mầm nó ra đây. Cành hết nhá, toàn bộ là cành hết. Cành to lắm, 5 cái cành to cả cổ tay thì cái thuốc này nó vẫn giật lên bình thường. Đây cái luống này, luống cây nhỏ, cành nhỏ, trung bình ngón trỏ ngón cái. Cành kia ngón cái lên mầm hết rồi. Dễ đảm bảo. Đấy, hàng thật việc thật nhá. Cái quy trình của cái này thì nó ngâm nó bình thường, nó một gói này thì kích thì mình chỉ có cho khoảng độ 2-3 lít thôi. Còn tưới thì mình cứ một gói 20 lít nước, bà con chúng ta tưới bình thường, phát triển cây lên mầm này lọc. Đây, những cái mầm nó lọc kích ra đây. Đấy, hình ảnh thực tế. Đấy, các bác cần hỗ trợ về cái kích rễ hoặc là hỗ trợ về kỹ thuật thì liên hệ trực tiếp. Trung tâm thì cũng không ngần ngại chia sẻ đâu. Các bác cần hỗ trợ thì bọn em vẫn chia sẻ bình thường. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng em là ngày một phát triển hơn và đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.